tang 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 tang. Nó hát vậy đó bạn ơi. You could win a new vehicle. I see you. Look at my PIC. And chandelier again. Chandelier, chandelier. Oh, này có nhiều cái nhỏ nhỏ đẹp quá này. Okay. Spaceship. Okay, look at that big one. That's a spaceship. I threw away the trash. Hả? Cái đèn của bên kia. Hả? Cái này là 162, nó gọi là cái gì ta? Cái gì? Oh yeah, I like that. Cái chandelier nhỏ nè. Cái này hả? 239 Decatur. Cái này đẹp hơn. Decatur. Đó tối lắm em ơi. Anh nhìn thấy vậy. Anh thức sáng tối. Sáng sao anh ngủ? Ủa mình tắt đèn mình ngủ chứ bộ. Lúc mình làm everything theo. Mình thấy thích cái này nó hợp với cái ấy của mình cũng được. Cái này nhìn sang hơn. Thôi lấy cái này đi. Chụp cái này đi. Carousel. Dạ cái này nhìn nó sang hơn. Cái này lấy. Cái màu đó nó hợp với màu gạch á. Chồng, cái đèn này nó có cái quạt trên nóc luôn kìa chồng. Gắn bàn ăn đi. Nó cũng đẹp á, mà gắn bàn ăn được á. Tại vì nó em thích hả? Giống anh thích á, hả? Ok. Nhưng mà anh không có phân biệt được cái nào là quạt, cái nào là đèn á nha. Nhiều khi anh tắt một cái nó tắt tất tần tật á. Nó no, nó phải có một cái quạt, một cái đèn. Em thấy có một cọng dây à? Nó phải có hai cái mẹ hai ơi. Cộng hả? Dual mount standard or angle. Hai cộng à? Em thấy có một cộng à? Include remote control. Có remote control là mình làm được. Ok, uh-huh. Ok. Vậy lấy cái đó đi. Cái đó cho bạn ăn đi. Chụp trước. Chụp gì? Mình coi nó có cái nào không? Đây này, nó nè. Patriot hả? Phải không? Oh no. No. Nó là ha, no, ha. Cái đó là cái line nó giật. Còn cái này cái line nó khác. Không. Đây. Nó đây. Cái line nó giật này cho. Có cái fan này cho. Yeah, high tone đúng rồi. Rồi bưng nó đi. High tone đúng rồi. Ok, để anh làm được.